bí ẩn lớn nhất lịch sử, lăng mộ của những nhân vật nổi tiếng vẫn chưa được tìm thấy. 1. Theo các truyền thuyết, nữ hoàng Cleopatra đã tự sát sau khi người tình, thống chế La Mã Mark Antony tự kết liễu vì bại trận vào năm 30 trước công nguyên. Bà và Mark Antony được chôn cất trong cùng một lăng mộ nhưng không mô tả chi tiết vị trí. Một số nhà khảo cổ cho rằng, lăng mộ của bà có thể nằm trong đền Osiris ở thành phố cổ tạm Bu Yitris, Maya. 2. Thành Cát Tư Hãn là nhà sáng lập đế chế Mông Cổ và là một trong những nhà chinh phục xuất chúng nhất lịch sử cổ đại. Nguyên nhân ông qua đời vẫn là một bí ẩn lớn. Theo một số ghi chép, vào ngày đưa tang, binh sĩ Mông Cổ đã giết toàn bộ những người gặp trên đường. Sau khi chôn cất Thành Cát Tư Hãn trong lăng mộ sâu trong lòng đất, 1.000 con ngựa chạy phía trên để xóa bỏ mọi dấu vết còn sót lại. Thậm chí, những binh sĩ đưa tang sau đó cũng tự sát. Chỉ một số tướng lĩnh cấp cao còn sống trở về sau khi chôn cất Thành Cát Tư Hãn. 3. Gia Cát Lượng hay Khổng Minh là thừa tướng nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc, là nhà chính trị, chỉ huy quân sự và là nhà phát minh xuất chúng. Ông đã giúp Lưu Bị gây dựng nên nhà Thục Hán, hình thành thế chân vạc Tam Quốc. Vào năm 234, ông lâm bệnh nặng và qua đời, hưởng thọ 53 tuổi. Tương truyền, trước khi qua đời, Khổng Minh để lại lời trăn trối cho Lưu Thiện rằng sau khi ông chết hãy cử tráng sĩ hãy khiêng quan tài về Hán Trung. Khi dây thượng đức ở đâu sẽ đặt mộ tại đó. Tuy nhiên, bốn tráng sĩ được cử đi đã chôn cất Khổng Minh sau 4 ngày đi đường vì quá mệt mỏi khi dây thừng mãi chưa đứt. Do những người này về sớm hơn dự kiến nên Lưu Thiện nghi ngờ. Ông cho người tra khảo và biết được sự thật. Trong lúc tức giận, Lưu Thiện xử trảm 4 người trên,